Hello chào mọi người, quay trở lại với kênh Di Động Chơi Mobile. Hôm nay là ngày 31 tháng 10 2024. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng, giới thiệu mọi người một vài sản điện thoại mà đang có sẵn tại cả của bên em để mọi người tham khảo cũng như là chọn mua. Mọi người liên hệ mua hàng qua hai số bên trên bảng gỗ cũng như địa chỉ bên em là 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Ngoài ra nếu mọi người ở xa thì bên em có hỗ trợ là ship toàn quốc COD, mọi người được kiểm tra nhận hàng, thanh toán hàng tại nhà mọi người nhé. Bây giờ thì em giới thiệu luôn cho mọi người tham khảo. Đầu tiên là một chiếc iPhone 12 Pro Max máy màu gold. Chiếc này thì là bản quốc tế Mỹ mọi người nhé. Bản quốc tế Mỹ máy màu gold. Hình thức bên ngoài thì em đánh giá máy thì còn khá là đẹp đấy mọi người ạ. Con này nói chung là được khoảng 98,5 đấy. Máy vỏ viết cực kỳ đẹp luôn nhé. Và hiện tại thì cái con 12 Pro Max này thì em bán giá là cực kỳ mềm luôn. Hiện tại em bán chiếc này với giá là 7.800.000 đồng. Và tại vì sao mà em bán là 7.800.000 đồng thì chiếc này thì em giới thiệu luôn cho mọi người tham khảo nhé. Đầu tiên thì để nói về phần chức năng của cái chiếc 12 Pro Max này, nó có Face ID đầy đủ nhé, không lỗi lầm gì cả. Ngoài ra thì chiếc 12 Pro Max này thì nó được thay một cái màn hình ngoài thôi. Màn hình ngoài thì chắc chắn là sẽ không được mượt 100% như màn hình zin được, nhưng mà tỷ lệ của nó thì nó vẫn sẽ là được 1:8:1:10 so với màn zin. So với mọi người dùng cơ bản ấy thì nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Ví dụ mọi người mà chơi những game nặng cần đòi hỏi là một cái màn hình zin thì cảm ứng nó sẽ mượt hơn. Thì đây nói chung là về cái phần giá cả nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều rồi. Pin 87% mọi người nhé. Và sau này mọi người có thích thay màn hình zin vào thì vẫn như bình thường thôi, không ảnh hưởng gì cả nhé. 12 Pro Max này bản 128GB quốc tế. 12 Pro Max thì mọi người biết rồi là được trang bị là một eSIM và một SIM vật lý, tổng cộng là 2 SIM nhé. Camera thì có 3 mắt này, rộng hẹp khác nhau. Đó, nói chung là với cái dòng 12 Pro Max này thì cầm rất là sang rồi. Loa kem nó kết đầy đủ hết này, máy màu gold, chiếc này rất đẹp luôn. Em bán là 7.800.000 đồng thôi, giá vẫn như vậy. Và bên em bán ra sẽ bảo hành 3 tháng này, tặng dán cường lực và tặng ốp lưng, tặng sạc 20W nhé. Bảo hành cho vòng là 3 tháng, lỡ 1 đến 4 tháng đầu tiên. Ai quan tâm thì chiếc 12 Pro Max giá là 7.800.000, người alo ngay cho em nhé. Và sang một chiếc thứ hai là một chiếc iPhone 11 Pro máy màu ghi xám. Hình thức em đánh giá còn được khoảng 98%. Máy thì viền không có cấn móp gì cả, chỉ có phe phẩy một chút theo thời gian thôi. Tổng thể máy còn khá đẹp so với cái đời này nhá. 11 Pro 3 mắt camera sau này, lưng sau phủ nhám chống bám vân tay này. Màn hình trước thì gần như là không một vết xước rồi, màn khá đẹp mọi người nhá. Đi vào trong một chút này. Cái chiếc 11 Pro này thì nó sẽ trang bị là 2 SIM vật lý, bởi vì nó là bản CSA, nó trang bị 2 SIM vật lý luôn mọi người nhá, chứ không phải là eSIM đâu. 64GB này, quốc tế. Con này pin thì đã thay rồi, pin 90%, pin thay loại cực kỳ tốt nhá. Camera thì cũng có góc rõ nghe các thứ đầy đủ khác nhau hết này. Đó, loa kép đầy đủ. Con này thì máy nguyên zin. Đấy, nguyên zin hết luôn. Đó, bên zin màn zin, pin thì pin thay loại xịn nhất rồi. Thì chiếc này hiện tại thì không để mất thời gian của mọi người thì em sẽ bán là 6 triệu tròn, tặng cho mọi người sạc 20W, ốp lưng, dán màn, bảo hành trong vòng là 3 tháng nhá, lỡ 1 tháng đầu tiên. 11 Pro nói chung là chiếc máy khá đẹp và chỉ việc dùng thôi, giá 6 triệu mọi người alo ngay cho em nếu mọi người ưng ý nhá. Và sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung S21 Plus bản Mỹ. Chiếc này máy màu bạc, hình thức bên ngoài còn khá đẹp, nói chung là còn được khoảng 98,5, máy khá đẹp mọi người nhá, máy màu bạc. Màn hình thì khách dán suốt ngày nên là không một vết xước rồi. Và hầu như là màn hình zin đẹp luôn, không có ám mố mọi người nhé. Đi vào sâu một chút, con này cấu hình là RAM 8 128GB. Chắc chắn là máy Mỹ thì chạy chip Snap rồi mọi người nhé. Và con này sẽ trang bị là một SIM cứng và một eSIM. Đó, pin thì 4800 này. Vân tay quét cho em màn hình, loa kép đầy đủ. Tần số kép màn hình là 120Hz mọi người nhé. Ở đây, cam quét nét căng. Đó. Và cái chiếc S21 Plus này em sẽ bán là 5 triệu tròn, tặng cho mọi người dán màn và tặng sạc cáp 25W, bảo hành trong vòng là 3 tháng, lỡ 1 ở 4 tháng đầu tiên bao gồm cả màn hình nhé. Và sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung Note 10 Plus bản Hàn Quốc. Chiếc này em đánh giá qua về cái mặt hình thức bên ngoài thì con này còn khoảng 98%, máy khá đẹp và khá là nguyên zin. 3 mắt camera sau đèn flash đầy đủ này, máy thiết kế dòng Note 10 Plus. Nhìn vẫn rất là đẹp và nam tính mọi người nhé. Viền nhôm này. Đi vào trong thì chiếc này hiện tại là bản Hàn, sẽ trang bị là một SIM mọi người nhá. Pin thì trang bị là pin 4300 và cấu hình của nó sẽ là RAM 12, bộ nhớ là 256GB. Đặc biệt con này thì hiện tại là máy thì có ám rất là nhẹ mọi người nhá. Đấy, phải chi là soi kỹ càng mới thấy
một vài chỗ, nói một vài chỗ có ám ám rất nhẹ, một tí ti cái dấu cộng của chắc là người ta dùng TikTok khá nhiều này. Đó, nói chung là ám nhẹ tí xíu thôi, không ảnh hưởng gì cả nhá. Con này thì có loa kép màn, thì con này màn cong 2K mọi người nhá. Đó, cam quýt nét căng với dòng nót này chụp ảnh cực kỳ sướng rồi. Con này có bút S Pen nhưng mà nó chỉ vẽ vời được thôi chứ không chụp ảnh được từ xa, bởi vì những cái bút này đa số pin nó bị chai, nó không lưu được pin. Một người thay bút khác là ok. Tổng thể con này khá là ok đấy. Và màn ám siêu nhẹ một xíu xíu thôi. Hiện tại em bán cây này với giá là 3 triệu 8 nhé, 3 triệu 8 thôi. Tặng cho mọi người là dán màn hình và tặng sạc cáp đầy đủ luôn, bảo hành trong vòng là 3 tháng cho mọi người yên tâm sử dụng nhé. Rồi, sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung S10 Plus bản Mỹ. Chiếc này thì máy nói chung là ngang hàng siêu tầm rồi mọi người nhé. Em đánh giá về cái hình thức bên ngoài, màn hình thì bên em mới bóc cái BBF ra nên là không một vết xước rồi, sáng choang. Thiết kế màn hình 2K, cong hai bên sườn này, cổng sạc Type-C nhá, jack nghe 3.5 đầy đủ hết luôn. Con này thì máy nói chung là nói 99% thì mọi người nghĩ là không được, nhưng mà mọi người cầm trực tiếp thì mọi người sẽ thấy nó đẹp như vậy đấy. Trang bị 3 mắt camera sau, đèn vẫn là đầy đủ hết mọi người nhá. Loa kép này, màn con này thì màn cong dạng 2K rồi, màn rất đẹp luôn. Con này thì màn bao cho mọi người soi mói luôn, không một ám mố gì cả. S10 Plus bản Mỹ trang bị là một sim nhá, pin 4000 mAh này. Cấu hình thì sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, RAM 8 nhá, 128GB này. Đây cam trước đây, góc rộng hẹp đầy đủ nhá, cam sau đây. Đó, cũng có 3 mắt đầy đủ hết luôn cho mọi người luôn này. S10 Plus máy bản Mỹ, máy đẹp gần như 99 luôn. Em bán chiếc này với giá là 3.300.000 đồng để cho mọi người về dùng cũng như là siêu tầm. Nói chung là để mà nói trong các dòng, em đánh giá con S10 Plus là cái dòng khá là lành mọi người nhá. Khá là lành, gần như là chưa bao giờ mà nó bị tự dưng sọc bao giờ luôn. Và sang một chiếc tiếp theo, con S10 Plus này sẽ tặng cho người dán màn hình và tặng sạc cáp đầy đủ hết nhá, sạc nhanh luôn. Và sang một chiếc tiếp theo đó là một chiếc LG. LG này là LG Wing mọi người nhá, LG Wing. Hình thức bên ngoài nói qua cho mọi người xem này, hình thức đẹp gần như 99 luôn, máy rất đẹp mọi người nhá. Lưng sau lưng kính này, 3 mắt camera sau này. Đó, camera thì trước có thụt thò, màn hình trước thì gần như là không một vết xước luôn, rất là đẹp và bóng mọi người nhá. Con này thì trang bị 2 màn hình. Nó rất là phù hợp cho ai mà thích trải nghiệm, mà thích quay phim, mà thích một chiếc máy gọi là độc lạ. Đây, mọi người xoay như này thì mọi người có thể là dùng được hai màn hình song song. Một cái mọi người có thể chơi YouTube, một cái màn hình mọi người có thể làm việc. Đó, ví dụ mọi người nhắn tin này. Đó, nhắn tin chat chít ở cái màn hình này được hết nhé. Và cái màn hình này mọi người vẫn xem phim đọc báo bình thường. Đó, hoặc là mọi người dùng máy quay, mọi người cầm mọi người quay như này thì không khác gì một chiếc máy quay phim cả. Đây, ví dụ mà em để như này đúng không? Mọi người nhá, mọi người giữ yên, mọi người kéo như này thì camera nó sẽ liếc được nhá. Đó, đấy, nó liếc trên này, rồi liếc dưới này, hay chưa? Đấy, ok chưa? Đây là chế độ quay phim gần như là chế độ khớp vạn năng này. Đó, nói chung là rất là nhiều cái chế độ quay phim chụp ảnh. Mọi người mà muốn dùng như một chiếc bình thường thì mọi người có thể gặp lại. Đấy, thì nó là lại thành một chiếc máy bình thường luôn. Đấy mọi người chưa? Cam trước này, thụt thò. Ok chưa? Tiện chưa? Đó, máy rất là hay mọi người nhá. Màn hình to khự luôn. Con này thì màn hình thiết kế trước là màn hình cong, tấm nền OLED rất đẹp đẹp rồi. Để em xem này, con này thì lưu trữ là 128GB này. Và cái bộ nhớ là RAM 8 128GB mọi người nhá. Đấy, nói chung là tổng thể thì như vậy thôi, máy đẹp zin keng, LG Wing, ai mà thích chơi sưu tầm mua con này cực kỳ hợp lý, em bán là 3 triệu rưỡi nhé. Tặng cho mọi người là sạc 25 mắt và hoành trong vòng là 3 tháng. Và tiếp theo là một chiếc LG Velvet bản Mỹ mọi người nhá, bản Mỹ. Con này thì máy màu đen, hình thức đẹp len keng xà beng, viền ly lông máy các thứ là còn nguyên, mọi người bóc ra thì mới kính cong luôn nhá. Trang bị 3 mắt camera sau này. Bản Mỹ mọi người nhá. Con này LG Velvet ấy, thì em cũng đã giới thiệu với mọi người rất là nhiều rồi. Nó không chỉ là một chiếc máy điện thoại đâu, mà nó cũng còn là một cái kiệt tác thiết kế. Nói mọi người nhìn cái thiết kế nó rất đẹp luôn. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Loa kép các thứ đầy đủ hết mọi người nhé. Đó, một thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Bộ nhớ này,
Con này sẽ chạy là RAM 6GB và bộ nhớ là 128GB mọi người nhá. Đấy, 128GB này. Cam quýt rất đẹp luôn mọi người nhá. Ok chưa? LG Velvet máy bản Mỹ đẹp zin keng hết mọi người nhá. Con này em bán là 2.9 triệu thôi, bảo hành trong vòng là 3 tháng có tặng sạc 25W. Đó. Và sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung S21 FE bản Việt Nam. Con này hình thức bên ngoài thì cái lưng của nó ốp lưng nhiều, nó hơi bị ám cái ốp một tí. Còn đâu là máy đẹp mọi người nhá. Máy đẹp, viền viết đẹp, không cấn móp gì cả và màn hình cũng rất là đẹp luôn. Ý là kính màn hình mọi người nhá. Còn đâu là con này thì hiện tại là màn thì nó đang bị ám. Nó đây mọi người nhìn chưa? Ám nó liêu anh một vài chỗ này. Còn đâu là mọi thứ ok hết luôn. Nói chung là giá thì hiện tại em bán cho người với giá là 2.9 triệu thôi. So với máy màn đẹp thì nó đang chênh khoảng độ là 1.3 triệu. Em bán là 4.2 triệu máy màn đẹp mà. Đấy, 8128GB. S21 FE 5G. Pin 4500 bản chính hãng Việt Nam, 2 SIM hết mọi người nhá, full chức năng. Ngoài ra thì nó chỉ bị ám lưu anh một chút xíu thôi. Đây mọi người nhá. Đó, mọi người chưa? Em bán 2.9 triệu nhá, bảo hành 3 tháng có tặng sạc cáp đầy đủ nhá. Lỗi 1 tháng đầu tiên. Ai quan tâm đến chiếc này mà tiết kiệm được vô số tiền thì mọi người alo ngay cho em nhá. Và sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Poco F4. Con Poco F4 này thì gần như nó là một con K40 Ultra hay là con K40 gì đó. Nhưng nó là bản chính hãng mọi người nhá, bản chính hãng này. Và cũng như là con này nó sẽ có full book, con này còn hộp nhá, em để cửa hàng em lười em không mang về. Và bộ sạc của nó 67W. Trang bị 3 mắt camera này. Con này thì 64 AI này, chip bồ này. Con này thì chạy chip Snap 870 mọi người nhá. RAM 8+2GB này. RAM 6+2GB và bộ nhớ 128GB. Máy thì có vân tay ở cạnh sườn này. Tổng thể là ok. Con này thì máy nguyên zin hết nhưng mà thay màn hình rồi mọi người nhá, thay màn hình ngoài rồi. Thì em bán với giá là 2 triệu thôi, bao gồm là full phụ kiện, có nghĩa là có sạc zin của nó vào hộp nhá. Có ốp lưng luôn. Đó, con này mọi người về chạy xe này các thứ ok hết nhá. Máy khá là đẹp, em bán là 2 triệu thôi. Máy thì ngoài thay màn hình ra còn đâu là nguyên hết nhá. Và sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung M23 bản Hàn, máy màu xanh rêu, hình thức đẹp zin keng. Chiếc này thì không phải giới thiệu gì nhiều đâu. RAM 4 128GB, tần số quét màn hình là 120Hz. Pin thì rất là trâu rồi, pin 5000 mọi người nhá. Camera con này góc rộng hẹp không thể chê được. Đó, M23 vân tay ở cạnh sườn khiến mọi người một chạm, 3 mắt camera sau. Con này em bán là 2.4 triệu nhá, tặng cường lực và tặng sạc 25W, bảo hành 4 tháng. Và sang một con nữa là một con S20 Plus bản Mỹ, hình thức thì siêu siêu đẹp luôn nhưng mà mắc một cái lỗi là sọc màn. Đó, hiện tại nó sọc màn như này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 1.6 triệu nhá. Mọi người mua về dùng chống cháy này, chạy xe các thứ ok này. S20 Plus này, trang bị là bản Mỹ nhá, một SIM cứng và một eSIM. Đó. Nó có hai sọc như vậy. Em bán là 1.6 triệu nhá. Chưa bao gồm sạc đâu, mọi người lấy sạc thì cộng giúp em là 100. Hỗ trợ mọi người là bộ sạc là 100. Máy thì không lỗi lầm một tí đi gì cả, chỉ có sóc màn hình thôi. Đấy, mọi người mua về chạy xe hoặc là dùng chống cháy cái game ok nhá, 1.6 triệu thôi. S20 Plus, bảo hành phần cứng 3 tháng. Và cuối cùng video ngày hôm nay là một chiếc iPhone 7. Máy hình thức bên ngoài thì em đánh giá còn khá là đẹp, mà máy nguyên zin hết luôn, 100% hết nhá. Con 7 này thì hiện tại nó là bản 32GB quốc tế. Đó, mọi người máy không lỗi lầm gì cả, mua về chỉ việc dùng thôi. Và giá của nó là 1.250.000 mọi người nhá, 1.250.000 cho iPhone 7, tặng sạc cáp, tặng cường lực đầy đủ, bảo hành 3 tháng. Ok, vừa rồi là những sản phẩm hiện tại có sẵn tại hàng của bên em. Và mọi người quan tâm sản phẩm nào mời alo trực tiếp cho em để em tư vấn và đặt hàng mọi người nhé. Cũng như là mọi người hãy ủng hộ em bằng cách là bấm đăng ký kênh bên dưới, bấm chuông bên cạnh để ủng hộ kênh. Và cũng như là để được thông báo video nhất hàng ngày của em về máy của mọi người. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo mọi người nhé.